Nhung nấu canh chua với ghẹ xong rồi đó cô chú anh chị và các bạn. Ghẹ thì Nhung chấm với muối tiêu chanh. Rồi là canh chua là mình ăn như bún á cô chú anh chị các bạn. Hôm nay có ghẹ nè, ghẹ cũng tươi lắm nè. Wow, hai con luôn nè nha, bỏ gia vị. Nhung mua vài con về. Nhung nấu canh chua. Ở nhà Nhung có bạc hà rồi, có gà rồi. Mua vài con rồi đi ghé mua cái ít rau rau nữa là gì mà nấu canh chua cho cô chú anh chị các bạn. Nhiêu đây? Mấy con là 6, 7, 8 con này đây. Ghé tới hàng rau, lấy một bịch rau giá. Bịch rau giá. Rồi là canh chua thì có ngò gai là rau ngổ. Hôm nay mình mua rau ngổ đi. Ngổ là rau ngò ôm á cô chú anh chị các bạn, cho nó thơm. Ngò dai còn thơm luôn. Lấy một dĩ đậu bắp nữa luôn. Rồi. Rồi một hộp nấm này luôn cho nó ngọt. Nấm này bỏ vô đậu ngọt nữa này. Vừa tới nhà rồi này cô chú anh chị các bạn. Đó. Vừa dùng xả ra. Xả là dùng ngâm chút xíu nước. Đó. Ngâm chút xíu nước cho nó là cho nó sạch chút xíu. Rồi là gà này, khóm là ở nhà Nhung cũng có sẵn rồi. Hôm nay là Nhung nấu ghẹ nấu canh chua cho cô chú anh chị và các bạn. Đó, Nhung cũng bỏ mua giá nè, đậu bắp nè, nấm, hành ngò, rau ngổ. Rồi là Nhung nấu canh chua, Nhung ăn với bún. Rồi nhà bà bây giờ cho ghẹ ngâm chút xíu, Nhung ra ngoài vườn á, Nhung hái bạc hà. Đó, cứ có mấy bụi bạc hà với bạn cứ mình trồng á cũng sướng á cô chú chị các bạn. Mỗi khi á muốn nấu canh á là mình ra mình thái liền, mình nấu canh. Như bạc hà ở bên này á chỗ Dung á người ta bán còn đắt lắm. Đó, như đây là luôn nấu canh rồi đó. Quá trời mê luôn. Còn bữa nay bán cái dàn xô này, mấy cái xô thấy nó bờ quá luôn. Ủa là ra vườn là gắn mấy cây xô lớn lẹ ghê luôn á. Wow, trái mê luôn á. Rau rồi Nhung cũng nửa gần xong hết rồi. Về bạc hà giờ Nhung cắt nhỏ nhỏ ra đó. Giá nè, nấm nè, đậu bắp nè, gà tây, rồi khóm nè, nấu canh chua với ghẹ là quá ngon luôn coi như. Rồi là rau hành ngò, rau ngổ, ngò ôm, ngổ ngò ôm luôn. Ghẹ Nhung cũng chà rửa sạch sẽ hết rồi cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là Nhung cũng cắt cái yếm ra này, mang yếm rồi là mình cắt ra hết. Đó. Là yếm này, mang yếm rồi là cắt ra hết. Rửa sạch sẽ trắng keo rồi. Đó, bây giờ là mình cắt ra. Wow. Đó. Mấy cái này là lấy ra luôn. Lấy ra bỏ luôn. Còn một cô cuối cùng nữa là xong cô chú anh chị và các bạn. Đó. Mạnh ghê chứ. Mạnh ghê chứ. Đó. Wow. Cái này không phải trứng đâu, trứng thì nó màu vàng nha. Wow, thịt là nhiều luôn này, nhưng nó là nhiều lắm. Vì
giờ Dung nấu canh chua với ghẹ nghe cô chú chị và các bạn. Cháu với cái xôi dầu nó nóng rồi á, Dung bỏ tỏi, hành, ớt nhào. Tỏi, hành, ớt nhào phi lên cho nó thơm này. Phi lên cho nó thơm. Bay mùi thơm rồi á là Dung cho chút xíu khóm vào. Chút xíu khóm vào. Bao lên cho nó thơm. Bay mùi thơm bát ngát rồi đó. Rồi bay mùi thơm quá rồi này là Dung bỏ vào chút xíu muối nè. Xíu muối. Rồi là chút xíu bột nêm súp gà 2 muỗng. Đó. Canh chua thì nó chua chua ngọt ngọt phải bỏ chút xíu đường, 2 muỗng đường nhỏ vào. Rồi. Cho nó thơm. Rồi ghẹ đó rồi, Dung bỏ ghẹ vào luôn nha. Rồi. Trộn đường lên. Trộn đường lên nó thơm rồi đó là Dung chớ nước rồi. Nước sôi á, Dung cũng nấu sẵn rồi nè, giờ Dung chớ nước sôi vào. Vậy là Dung bỏ 2 củ hành hương cho nó thơm này cô chú anh chị và các bạn. Rồi bỏ 1 củ hành to vào nữa luôn cho nó thơm. Rồi là Dung bỏ vào 1 muỗng gia vị nấu canh chua cô chú anh chị và các bạn. Dung cũng thường nấu cái hiệu này nè, thơm chôm sốt nha. Đó gia vị nêm nếm đầy đủ hết trong này nè, cay chua chua ngọt ngọt rồi đầy đủ hết luôn nha. Dung quá thì Dung cứ nấu ăn, Dung chia sẻ những món ăn hàng ngày của gia đình của Dung á. Chứ Dung không có dám mà chỉ nấu ăn nghe cô chú anh chị và các bạn. Tại vì cái khẩu vị của gia đình Dung á, thích ăn cái món gì, rồi rau gì Dung bỏ vô. Chứ không phải là cái món đó mình phải bỏ cái này, bỏ cái nọ. Dạ, Dung chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn. Mong cô chú anh chị và các bạn xem và ủng hộ Dung nghe. Rồi là bây giờ Dung bỏ đậu bắp vô nè. Đậu bắp thì nó lâu chín hơn bạc hà giá nữa. Dung bỏ đậu bắp vô trước. Đó, một nồi canh chua là hết ý luôn. Bỏ đậu bắp vào. Rồi bắt đầu là mình bỏ nấm vào. Bỏ nấm vào là nấm nó ngọt ngọt luôn. Bỏ nấm vào. Quá trời luôn, nó bột xô luôn. Rồi. Đó, giờ ghẹ nó còn nhanh chín lắm. Giờ Dung vớt ghẹ ra. Rồi là đậu bắp đó gần chín rồi đó. Là Dung như bỏ giá bạc hà. Rồi bỏ gà vào. Đó, gà. Ghẹ là giờ nó chín rồi đó. Và nó chín quá là không có ngon. Wow. Con nữa 6-7 con à, Dung nấu 7 con á, Dung mua 7 con. Bây giờ là Dung bỏ gà to vào này cô chú anh chị và các bạn. Đó. Bây giờ Dung bỏ giá bạc hà vào luôn. Bạc hà luôn giá rồi đó. Nó nhanh chín lắm. Xong rồi là bỏ vài lát ớt vào, rồi bỏ hành, ngò rí, ngò ôm. Trời, bay cái mùi thơm mê luôn. Ồ, một miếng rớt chúng ta. Đó. Một nồi canh chua ghẹ. Thơm phức luôn. Wow. Dạ. Vậy là Dung bỏ vài lát ớt vào. Canh chua thì cay cay nó mới ngon. Rồi là Dung cho vào một muỗng nước mắm nữa. Nước mắm ngon nha. Đó. Hết ý luôn. Đó. Rồi là bỏ hành, ngò rí, ngò ôm vào.
Wow, bị mùi thơm lắm. Kem chua và dùng thích chỉ bỏ cái đều ngọt lắm, nó thơm lắm. Đó. Nhà dùng thích cái canh chua bỏ rau ngọt thơm. Quá tuyệt vời luôn. Đó, giờ là Dung múc canh chua ra. Dung mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức nha. Canh chua đó, ghẹ đó, một dĩa ghẹ nữa đó. Thơm bát ngát luôn. Canh ghẹ nấu nấu canh chua ngọt. Wow. Quá một tô canh. Dung nấu canh chua với ghẹ xong rồi đó cô chú anh chị và các bạn. Ghẹ thì Dung giống như muối tiêu chanh. Rồi là canh chua là mình ăn như bún á cô chú anh chị và các bạn. Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn canh chua ghẹ cùng với gia đình của Dung nha. Ok rồi mời cả nhà ăn bún canh chua. Ăn miếng nước vào hốc thử thì ngon phải lắm. Bún phải có cái chan nước chứ. Đây muốn khô. Để Dung hốc miếng nước thôi nha, ngon á. Dung để thử rồi đó. Wow. Để cho thử. Ghẹ nó ngọt. Ghẹ nó ngọt thơm á. Mà Dung thích vì cái mùi rau ngổ á nè. Rau ngổ thơm á. Nhà trồng được đâu. Nấu canh chua gì mà cái rau ngổ là bỏ vô là ngon. Nhà trồng này cũng được. Dạ. Nhung đồng mà nó hơi khó quá, chỗ Dung á ở nó lạnh á. Rau ngò ôm á ở bên Việt Nam dễ trồng lắm, mà ở bên Mỹ khó trồng lắm cô chú anh chị và các bạn ơi. Mà rau đó là lại đắt lắm nha. Đừng nói bên Mỹ nha, chỗ khu mình thấy khu khác trồng ngon lắm đó. Chỗ Dung ở bên Dung lạnh quá thành khó trồng được lắm. Khu ấm trồng ngon lắm đó, đừng nói bên Mỹ không được đâu. Mà rau đó là hình như là cũng khó trồng đó. Mà trồng được là bán là đắt lắm nha. Rau đấy bán 3 đồng có mấy cộng nha mấy cô chú anh chị và các bạn. Và cái mùi thơm nó quá thơm luôn không. Wow. Nắm hổi luôn ngon lắm này. Nắm hổi vậy thôi à. Mời nha. Quá ngon. Ngọt quá, ngọt nước quá hơn, ghẹ nó. Rau ăn cái gì thôi á. Đã. Ngọt. Canh chua bún ghẹ ngon á. Cay cay nữa ha. Ngon rồi. Canh chua phải cay chứ phải thứ ghẹ để ăn được. Được chưa? Chấm với muối tiêu. Thì nó có thịt nó ghẹ ra rất là đau. Đậu bắp khốn nắm rồi nó ra nước ngon ghê luôn á. Có thịt là xương không bạn gì ta? Xương rồi có thịt đây. Ghẹ thì ít thịt nhưng mà nước nó ngọt hơn. Cái ngọt nước là nước hả? Ngọt nước cua. Ngọt hơn. Có, thịt thì còn nước cua. Hả? Lấy ra ghẹ. Thịt thì ghẹ thì còn nước ghẹ thì còn nước ghẹ cua. Ghẹ là nó ngọt hơn nó cua. Ghẹ hơn cua. Ghẹ nóng ngon luôn. Thịt nó cũng ngọt rồi á, mà ít thịt nữa. Ngon. Ngon. Thịt trắng sâu luôn nhớ. Mình cứ nhịn nhai luôn vậy luôn. Nhai nhai luôn cho nó. Lá tay, ăn cái này là lá tay. Wow, con này cũng ngon ghê nhớ, con bự luôn nhớ. Thịt nó cũng ngọt mà có thịt phải không? Chấm như muối tiêu. Trắng nhớ, thịt trắng. Wow, thịt nó ít hơn. Ngon, chấm một xíu muối tiêu chanh. Thịt ngọt quá ha. Wow. Ghẹ ít thịt nhưng mà ngọt nước. Ngon quá. Chấm với muối tiêu chanh con. Chấm muối tiêu chanh vô ngon. Cái này mới kẹp ra, lấy kẹp mới kẹp. Cái này là cái càng hả? Cái càng á. Còn kẹp không ta? Dạ. Thấy được ống nhất mà kẹp gì? Trời ơi, nó bé ra luôn hả? Thử được hả? Cánh cục còn được mà. Thật ngon quá. Cái này nó có nó. Đó, dùng lấu vừa chín là mình vớt ra liền phải không? Chứ không không đỡ mà, lâu lắm. Nhưng mà càng cứng nha. Nếu ngọt chứ không ngọt rồi. Thịt ngọt ngon. Chấm muối tiêu đã. Quá ngon luôn. Chấm muối tiêu chanh hết ý luôn ha. Ngon quá. Ăn miếng bạc hà này. Bạc hà nhà trồng. Bạc hà cũng là hàng quý hiếm ở bên Mỹ luôn. Dạ. Bắt đó. Còn bên Việt Nam thì sao? Bên Việt Nam nhớ trồng. Giống gì vậy trồng ở đâu? Bà Hà mùa hè, mùa đông không có.
mùa đông nó chết hết rồi con chú chịu các bạn. Ngon. Bên nào nó chết? Dạ. Bên nào nó chết? Bên Mỹ là mùa đông là lạnh là hầu năm như rồi á, Dung cũng bún ra rồi Dung đem vô ở trong cái Tara mà nó cũng chịu không nổi á, cô chú chị và các bạn, lạnh quá. Nhưng mà cứ đứng im đó bắt đầu cái mùa xuân đó, rồi nó nhú lên nó lại bắt đầu lên. Không mà nó hay cái này nè, mùa đông nó chết xong rồi mùa xuân nắng ấm nó tự động nó bọc lên cô chú chị. Rồi chết đấy mà. Rồi là nó ngủ. Quên. Ồ, đúng chứ. Ngủ. Mùa đông á là nó ngủ vậy đó cô chú chị các bạn, rồi bắt đầu mùa xuân nắng ấm nó là tự nó bọc lên trở lại. Cũng hay nha đó. Nó không chết mà. Dạ, nó ngủ, sorry. Nó ngủ xuống. Dạ. Chứ chết dễ gì lại nè. Vậy đó, mình đóng cái chua. Mình bỏ xíu bạc hà, một xíu đậu bắp, nấm rồi rau giá gà, mình thích cái gì mình bỏ đó thì đó lại nó ra được nghe cái nồi cơm chua ăn ngon. Chứ không phải có ấy đâu mà hả? Dạ. Phải có công thức đâu mà hả? Không, Dung sorry, Dung không có là công thức nghe cô chú chị các bạn. Tại gia đình Dung muốn nấu ăn, Dung muốn chia sẻ đến cô chú chị và các bạn cái niềm đam mê nấu ăn của Dung á. Dung cảm thấy cái khẩu vị của gia đình Dung á thích cái món gì á là Dung bỏ vào. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm nghe, chứ không phải là cái món đó là mình nấu bỏ xong cho nó đúng. Nếu như mà mình đối đúng á, nhà hàng á tại 100 người 100 9 người 10 ý đúng không? Rồi trong gia đình đó, nếu như trong gia đình đó anh chị em mình không á, chứ mình đừng có nói mà cả nước cả thế giới. Tại trong gia đình mình không á, có nhiều anh chị không thích ngổ, có nhiều anh chị thích ngọt ôn, họ không thích rau ngò, có người thì thích bỏ ngò gai, còn có người thích bỏ rau húng quế, thì đó. Chứ Dung cũng cái này lý do là Dung nói là tại hồi bữa Dung có làm cái YouTube mà tôm á, Dung riêng tôm mà Dung bỏ hành vô á. Cũng có anh gì anh nói là món riêng tôm á không nên bỏ hành không có đúng. Thì Dung muốn xin thưa là tại vì Dung thích cái mùi hành bỏ vào tôm cho nó thơm. Nói chung là Dung nấu ăn đó là Dung muốn chia sẻ thôi, chứ không phải là Dung dạy nấu ăn nghe cô chú anh chị và các bạn. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho Dung. Dung muốn chia sẻ đến cái niềm đam mê nấu ăn cho đến tất cả bà con cô chú anh chị và các bạn xem và nhớ ủng hộ Dung nha. Dung muốn chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ. Thank you, bye bye and see you again. Anh chưa xem bye bye nè. Yeah. Thức ăn không thì nói ăn. Okay. Tại nấu nhiều ngon quá no luôn. Bye bye anh Nam quên ông ba luôn rồi, ăn ngon quá quên ba luôn. Okay, rồi. Bye bye. Bye bye cô chú anh chị và các bạn. Nói nhiều quá chứ ăn thì bye mẹ nào. Ok bye.